Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khảo anh em ơi. Và ngày hôm nay thì cũng có khá nhiều comment của anh em là cho xem cái top tháng 5 này gồm ban hội và cá nhân. Thử anh Tùng có còn đặt nó móc 7 top ban hoặc là cho đến 7 top cá nhân nữa hay không. Ok, bây giờ chúng ta cùng theo dõi thử nha. Đây, ta khả năng ở khu vực Ba Lan rồi anh em ơi. Cách điều đầu tiên nhờ Khải cho anh em xem cái top ban hội. Top hội thì mùa rồi thì ACE top 1 260k, Tiếu Ngạo 163k, top 2, top 3 là Cướp 164k, top 4 thì Ban Phật thì lập sâu nè, lập sâu khoảng 4 đến 5 ngày á, nên là chưa đi vào hoạt động, chưa duy trì được tốt, nên là chỉ được top 4 nè. Đợi tháng sau này anh em sẽ cố gắng nha nè. Tại vì lập ban sau thời gian là phát động đua top là khoảng 4 5 ngày á, với lại anh em vô ban xong rồi mất thêm 3 ngày nữa thì nó mất gần 1 tuần không đạt được top nè. Đó, mất gần 1 tuần á. Lúc đó thì cũng khó. Rồi, ba miền 23k, Aber 21k. Nói chung là những cái ban hội mà không hoạt động thì không có được nhận thưởng đâu nha anh em. Rồi, cho anh em đến xem cá nhân. Cá nhân này, xem bảng top cá nhân. Bùm. Mùa này tiếp tục anh Tùng là lấy 7 top nha nè. Cho anh em xem sơ qua. Anh Tùng Angelina có với mình 220k top 1. Top 2 160k Johnny 121. Top 3 Johnny 001 159k. Top 4 Johnny 002 150k. Quá dữ nè mọi người, nhìn thấy chưa? Johnny 003 nộp 54k, Johnny 004 40k và Johnny 005 40k. Đó là tổng số lượng anh Tùng thôn gom mua thì phải xem 220k cộng cho 160k cộng cho 159k một phẩm cộng cho 150k cộng cho 54k cộng cho 40k cộng cho 40k. Mùa này anh Tùng tập trung mua khoảng tầm 800 gần 850 vật phẩm nè. 850 vật phẩm thì nhân tương đương lên lúc đầu thì cũng có giai đoạn mua một kim, về sau thì mua 0.5 0.6 thì tương đương chúng ta cho giá chuẩn là khoảng tầm 0.8 đi. Thì tính sơ qua cái lượng kim anh Tùng bỏ ra là khoảng tầm 658 kim, gần 660 kim nè. Gần 660 kim. Thì cứ tầm này trung bình là một kim 65.000 đây. Thì anh Tùng bỏ ra khoảng tầm 42 triệu, gần 43 triệu nè. Gần 43 triệu đỡ lấy cái vật phẩm tháng này. Nói chung là khá là rẻ, không có mất lắm. Khá là rẻ. Rồi, và bây giờ chúng ta sau khi xem sơ qua cái top 7 cá nhân thì anh Tùng đều làm hết. Thì bây giờ chúng ta cùng xem thử là top 7 cá nhân gồm những món gì như thế này. Đây, phải cho anh em sau cái màn hình cho anh em xem. Đó. Ở cùng mấy chủ Phật Sơn Khí Sử này á, thì ở cái top 1 thì chắc chắn của em là một bộ ăn ban. Đó, một bộ ăn ban râm đâm thuộc tính, hạn sử dụng vĩnh viễn như năm đó, bộ ăn ban. Và set bộ ăn ban này sẽ là set ăn ban thứ tư có thể là thứ năm, tại vì một số anh em họ mở mất gia tẩu cũng ra đủ được một bộ nữa, thì cái bộ này có thể là bộ thứ năm. Ít hôm Khải sẽ sâu đồ những cao thủ bằng set ăn ban đầu tiên server cũng như là cho đến bộ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ hai, thứ ba, thứ năm cho anh em xem sơ qua nha. Những bộ vĩnh viễn như năm, những cao thủ toàn là những chất chơi thôi này mà. Rồi top 2 thì chúng ta sẽ lựa chọn là một trong hai món, sau đó là bao tay kim quang hoặc là nón kim quang, hạn sử dụng 5 tháng nha mọi người. Và món này không được gia hạn nha, không được gia hạn luôn đó. Chỉ bỏ tiền ra đua top vào và 5 tháng sau là có thể mất, không được gia hạn nha mọi người. Rồi món tiếp theo đó là một món tự chọn. Đó mà nói thì cái bao tay kim quang này nó phải nằm trên giá hơn 15 triệu đó nè. Đó, nó cũng vậy, hơn 15 triệu á. Rồi, tại vì sao? Tại vì cái nón này nè, đến cái món top thứ 3. Top thứ 3 thì nón nè. Nón này á, đỡ mà sở hữu được nón này á thì anh em tốn khoảng tầm 12 triệu đỡ mua điểm liên đấu. Đỡ mua điểm liên đấu như nè, thì sở hữu được nón này nha, khoảng 12 triệu. Là thu mua gom 120k điểm liên đấu thì tương đương khoảng 120 kim. Thì nó khoảng 10 triệu chứ sao em, khoảng 10 triệu cái nón này đó. Thì bao tay kim quang này nó cũng giá cao hơn một chút đó. Rồi cái nón này thì chúng ta có thể tùy chọn nón, xấu dòng mắt ộp kèm với thông pháp này nọ, hoặc là trang bị áo mắt ộp đó. Rồi anh em có thể tùy chọn họ nam hoặc nữ, tùy chọn thuộc tính nha nam. Đó, anh em cái dòng này nó đặc biệt cái chỗ là anh em có thể tùy chọn thuộc tính. Ví dụ như anh em không thích dòng thể lực thì anh em có thể là
dòng phục hồi sinh lực 6 điểm đó, nó đặc biệt chỗ đó nè, có thể thay đổi được. Và cái áo cũng vậy, thì cái top 3 này thì chọn một trong hai thôi nè, một áo hoặc nón thôi. Và cái tiếp theo đó là cây vũ khí nè, áo nón hoặc cây vũ khí đó, cây vũ khí nè, cây vũ khí mất ọp, vũ khí bắt đầu hoàn toàn nha đó. Rồi tự chọn hờ này, anh em có thể chọn hờ thủy, tóc băng sát hoặc là hờ kim, tóc sát thương, hút sinh lực nội lực, tùy chọn tùy theo nè đó. Và cái cây vũ khí này hàng chọn hàng sử dụng 3 tháng. Thì đó, thì nhìn sâu qua cái top này là top 3 này, vũ khí hoặc áo hoặc nón thì tương đương khoảng 10 triệu nè. 10 triệu mà cho hàng sử dụng 3 tháng đi thì 1 tháng chúng ta sẽ tốn khoảng tầm 3 triệu hơn để sở hữu nó. 3 triệu hơn thì trung bình một ngày khoảng 100.000. Tương đương thì 1.000 một ngày sở hữu nó là tốn 100k Việt Nam đồng. Đó. Khá là tương đối, cũng không quá mắc. Rồi, tại vì ở server một cái phi phong 3 ngày thì cũng 3 kim mà. Phi phong 3 ngày thì tương đương kỹ năng một cấp thì một ngày trung bình tốn khoảng tầm 65k. Phi phong kỹ năng một cấp nữa. Thì cứ 3 ngày là tốn 3 kim thì tương đương một ngày tốn 65k. Thì cái này nó khỏe hơn một chút thì một ngày anh em tốn khoảng hơn 100k. Đó. Này top 3, đến top 4 nè. Top 4 thì chúng ta có thể lựa chọn là một ấn tín này. Rồi cái tiếp theo là con bông tiêu. Đó, bông tiêu hoặc là ấn tín, cái này là top 4 nha mọi người. Top 4 thì anh em sẽ lựa chọn một ấn tín thuộc tính mắt ọp. Hở gì cũng được, anh em tùy chọn nha. Mà cái đắt nhất đó là phòng thủ vật lý nè. Cái ấn này rất là đắt tiền. Rồi cái con tiếp theo là chiếu giả. À sorry, bông tiêu. Thuộc tính 500 máu và level 100. Hàng sử dụng là vĩnh viễn nha, không có bảo hộ, không khắc tên luôn. Chung đỡ mà so sánh hai món này thì Khải vẫn nhỉnh hơn về con bông tiêu. Bông tiêu nó giá tốt hơn nè. Đó. Nếu bông tiêu top 4 thì cái ấn này sẽ là top 5. Đó, top 5 nó nhẹ sát hơn. Rồi top 6 có thể là một bảo rương động sát, cục phẩm random mở nha nè. Random nha. Và top 7 là chiến mã phi dân. Đó, hết nha nè. Đó, đơn giản thôi. Đó, đó là 7 vật phẩm anh em đã xem sơ qua. Nói chung là nó giống như 3 tháng trước, cũng không có gì được, không có gì đặc sắc, cũng không có gì nổi trội nè. Giống như 3 tháng trước. 3 tháng trước anh em cũng biết rồi, những món đồ này anh em cũng đã thấy rồi. Đó. Rồi. Anh em xem video thì đừng quên để lại cho video Khải review cái đua top tháng 5 này kết thúc gồm những vật phẩm gì và giá trị ra sao thì cũng đã kết thúc ở đây nha anh em. Đó. Rồi. Anh em xem lại cái bảng vàng này, thực sự là anh Tùng quá khét rồi mà. Anh tháng này là tháng thứ tư rồi đó. Tháng tư rồi nè. Đây. Xem top cá nhân quá dữ nè mà. Thực sự là không còn gì để nói nữa. Anh Tùng Angelina bỏ hơn ở cái tháng này thì rẻ hơn nè. Mấy tháng trước thì anh bỏ có thể 150 triệu, rồi có thể có tháng 180 triệu, rồi có tháng 70 triệu. Tháng này thì có thể nói là nó rẻ hoàn toàn hơn với những tháng trước, tại vì server không còn đông nên là cái sự cạnh tranh của cái cá nhân như là cái buôn bán cá nhân thì nó rẻ lại nè, nên là mua được giá khá là tốt. Rồi ok chưa anh em, quá đẹp, 7 top anh em ơi. Lấy hết 7 top của bang luôn, 7 top của thế giới nha. Rồi. Anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video này một like chia sẻ ủng hộ cho, cũng như là ủng hộ anh Tùng Angelina một like chia sẻ ủng hộ cho anh em, cũng như là ủng hộ video của Khải nha. Tháng sau nếu có những cái gì đặc sắc Khải sẽ tiếp tục làm video review cho anh em xem nha. Rồi ít hôm thì Khải sẽ làm video những người mang set âm bang tiếp tục cho anh em xem sơ qua, cũng như là những cái review set đồ đầm top tống kim cho anh em xem nha. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi video, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ những video tiếp theo anh em ơi.